sống, là nó đã tạo dựng nên trời đất vũ trụ muôn loài vạn vật. Ngài đã tạo dựng trời của các tầng trời, biển và muôn vật của biển, và đồng thời những vật trên mặt đất này, tất cả các tinh thể đó có trách nhiệm tôn vinh và thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc rằng con người của chúng con đã quên không tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời, mà lại đi tôn thờ phượng những tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Con người đã thờ lại con bò, con người đã thờ lại con khỉ, và ngay cả con người đã thờ lại con rắn, con chuột. Đó là một sự ngu dại của con người, nhưng con người đã không nhận biết. Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ những khuyết điểm trên đời sống của chúng con, để rồi con người của chúng con có sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho, để nhận biết rằng con người phải tôn vinh thờ phượng đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời. Chúa đã ở với hội thánh của Ngài trên đất này. Mặc dù chúng con rất ít người, nhưng mỗi tuần lễ, mỗi ngày, chúng con đều nhớ họp lại, hát thánh ca, tôn vinh lời khen Ngài, đọc kinh thánh để tìm hiểu Ngài, và đồng thời học hỏi lời của Đức Chúa Trời, lấy lời của Đức Chúa Trời làm căn bản trên đời sống của chúng con. Hầu đời sống của chúng con biết lời của Chúa, dựa theo đó mà sống đẹp lòng Ngài. Xin Chúa chúc phước cho hội thánh của chúng con, để rồi mỗi người trong chúng con học biết lời của Ngài qua kinh thánh, để có thể chia sẻ lời Chúa một cách ngọt ngào cho đồng bào của chúng con, là những con người sống chung quanh chúng con, để họ có thể hiểu biết mà quay về tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin Chúa chúc phước cho một sư hiếu sư dương có sự khôn ngoan thông sáng từng nơi Ngài, để hướng dẫn hội thánh của Ngài bước đi theo con đường mà kinh thánh đã chỉ dạy. Đó, hội thánh của chúng con sẽ mở rộng, sẽ phát triển, là tôn vinh danh thánh của Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa cứu thế Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Xin cảm ơn Chúa, lời Chúa. Thank you, Dad, for your prayer. And we'd like to invite all of you to come and worship together with us in person. Và chúng tôi cũng xin mời quý vị đến ở tại nhà cầu nguyện Khải Tường toàn cầu này, để chúng ta cùng nhau cầu nguyện và hầu việc Chúa chung với nhau. And welcome to Vision House of Prayer, so that we can worship God and we can serve God together. And what a great joy to see all of you once again. Và chúng tôi rất là vui mừng được có cơ hội cùng gặp gỡ và thông công với tất cả quý vị. And we are so joyful to have the fellowship with you and to communicate with you and to challenge and to encourage one another to serve God. Và chúng ta cũng sẽ cùng nhau thách thức lẫn nhau và khích lệ lẫn nhau, để chúng ta cùng nhau ngợi khen Chúa và thờ phượng Ngài. Hallelujah. How many of us are ready to praise and worship the King of Kings and the Lord of Lords? Có bao nhiêu người trong lòng chúng ta đã chuẩn bị để chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa của chúng ta, là vua trên muôn vua và là Chúa của các chúa? And for those who are nearby in this place, we'd like to invite you to just come and praise and worship together with us in person. Và những ông bạn chị nào ở gần khu vực Mụn Cam này, chúng tôi cũng xin kính mời quý vị có thể đến ở tại đây ngợi khen Chúa và thờ phượng Chúa với chúng tôi.
And our address, as you can see from the screen. Và cái địa chỉ mà quý vị cũng có thể thấy ở trên mạng. Và chúng tôi xin mời quý vị đến để ngợi khen Chúa và thờ phượng Chúa với chúng tôi. And our address is at 8461 Garden Grove Boulevard, Garden Grove City, California. And cái địa chỉ mà quý vị có thể đến và thờ phượng Chúa cùng với chúng tôi ở tại 8461 Đại lộ Garden Grove, thành phố Garden Grove, California. So the address is at 8461 Garden Grove Boulevard, Garden Grove City, California. And we are here at this Vision House of Prayer every Friday, Saturday at 7 p.m. and Sunday morning at 11 a.m. Và chúng tôi có mặt ở tại nhà cầu nguyện Khải Tường này vào mỗi tối thứ 6, tối thứ 7 lúc 7 giờ và sáng Chủ nhật lúc 11 giờ sáng. And we also have the Vietnamese service, Sunday Vietnamese service at 3 p.m. at 14200 Golden West Street, Western California, 92683. Và buổi chiều Chủ nhật hàng tuần chúng tôi cũng có buổi nhóm thờ phượng tiếng Việt vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật ở tại địa chỉ 14200 đường Golden West, thành phố Westminster, California. And we also have Saturday online mentoring service at 7 p.m. as well. Và chúng tôi cũng có chương trình thờ phượng tiếng Hoa vào mỗi tối thứ bảy lúc 7 giờ hàng tuần. And so you can just come and welcome all of you to come and serve God together, worship with us together. Và chúng tôi xin kính mời quý vị có thể cùng đến và ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa với chúng tôi ở mỗi hàng tuần. Let us just come to the Lord as the song said, come. Now is the time to worship. Và bài hát nói rằng đây là thời điểm mà chúng ta có thể đến và chúng ta cùng nhau ngợi khen Chúa và thờ phượng Ngài. Are you ready? Quý vị đã sẵn sàng chưa? Okay. You want to use the tambourine, you want to use the cajon, you want to use the dance or the flag today, just welcome all of you to be free in the presence of God and to worship God. Và xin mời quý vị muốn bỏ tay, nhảy múa, muốn dùng đờn cầm, đờn sắt hoặc là những cái cajon hay là những cái tambourine, hãy tự do để nuôi Chúa và thờ phượng Ngài. Hallelujah. Amen. Hallelujah. For those who are worshiping together with us online, we'd like to invite you to share the video. And if sometime if you just happen to come by to this place, you are most welcome to come and join us in person. Still the greatest treasure remains for those who
to you now. My day to kaset yung suntok ng sanay, to kaset kusun hapon. King adai cho la sa mi kwe ni choy, lòng vui nhau ngày hôm nay. My day to kaset yung suntok ng sanay, to kaset kusun hapon.
Hallelujah, hallelujah, amen. Và lời ca tiếng hát mà chúng ta dâng cho Chúa và dâng cả tấm lòng của chúng ta trước mặt Ngài. Not only we offer our prayer to the Lord, but let us also offer our heart to God, the King of Kings and the Lord of Lords. And we just sing Hosanna, Hosanna in the highest. Và chúng ta sẽ hát ngợi khen Chúa trên các tầng trời khác nhau. Let us just pray that God is going to give you and I the joy and the strength every day as we praise and we worship God. Và chúng mình xin Chúa ban phước cho mỗi đời sống vui vẻ rồi. Lúc nào cứ mỗi một ngày trên mỗi từng phút trên cuộc đời của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng có sự vui mừng và sức mới trong Chúa. And as we sing and we shout to the Lord, và khi chúng ta hát và ngợi khen Ngài, and may the presence of God, the anointing of God, the power of God to be filled in our life. Và khi chúng ta ngợi khen Chúa, quyền sinh sức của Chúa, quyền năng của Chúa và sự sức giàu của Chúa đầy dẫy trên mỗi đời sống của chúng ta. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Won't you love your name with a heart full of praise? Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the great God. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the great God. Chúng ta hãy vui mừng, hãy cười, khen Chúa, hãy vỗ tay và hãy búa ở trong sự hiện diện của Ngài. Hosanna, Hosanna in the highest. Đó là ngợi khen Chúa trên các tầng trời đã cao. Hallelujah. And we can see that the angel and the multitude of the angel are worshiping God together with us. Và chúng ta sẽ đang thấy tất cả hàng triệu những thiên sứ đang thờ phượng Chúa của chúng ta ở trên các tầng trời đã cao. Amen. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna trên từng trời rộng cao. Hosanna, Hosanna, Hosanna trên từng trời rộng cao. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Hát lên chúc con dạy Chúa, với cả trái tim ngày nay. Chúa sáng trôi trong rạng rỡ vô ngần, Hosanna trên trời cao vời vời. Hát lên chúc con dạy Chúa, với cả trái tim ngày nay. Chúa sáng trôi trong
to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Bend you, heaven with a watchy gown. Bends you, heaven with a watchy gown. With you. Bends you, heaven with a watchy gown. Bends you, heaven with a watchy gown. Lord, we lift up your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord, my God. Glory to the King of Kings. Tôi cho con dâng tất cả những sự vinh hiển, những sự ngợi khen, tất cả những sự cao trọng và chúng con dâng ở trong cánh tay toàn năng của Ngài. Oh Holy Spirit, we invite you to just come into this place and continue to move in our life as we continue to declare Jesus. We want to enthrone you, Lord. We want to enthrone your name, your holy name. Tôi chúng con muốn tôn cao danh chí thánh của Ngài. Lord, we just want to come in your presence right now. Và chúng con đang khao khát để chúng con được bước vào ở trong sự hiện diện của Ngài. Chúa sẽ cư vào giữa lòng của mỗi đời sống của chúng con. And Lord, we pray that you are going to dwell in our hearts right now. And as we enter into your house, Father, as we enter into your temple, as we enter into your presence, may you draw us near into you. Chúa, chúng con được bước vào trong nơi thánh của Ngài, mà bước vào trong sự nhìn thánh của Ngài. Chúa, xin Ngài kéo chúng con được gần với Ngài nhiều hơn nữa. Come on, church, just let us lift our voice, lift our hearts, lift our hands together in prayer and worship our God. Và xin Chúa, Ngài sẽ chúc phước cho mỗi người sống vui vẻ, ông bà anh chị em, tất cả những con cái Chúa, để lòng của chúng ta sẽ hướng về Chúa, tư tưởng chúng ta đã hướng về Chúa, tâm tư của chúng ta sẽ hướng về Chúa. Chúng ta cùng nhau giơ tay cất đi thật cất đi ngang lời khen Chúa và cầu nguyện. Chúa, xin Ngài sức dầu trên mỗi đời sống của chúng con. Father, we pray that you're going to anoint every one of us. Father, we pray that your Holy Spirit fill every one of us right now. Chúng con cầu nguyện xin thánh linh của Chúa ngài đây ấy mỗi đời sống của chúng con. Lord, we pray that you're going to give us a new song to sing. Chúa, chúng con cầu nguyện xin ngài ban cho một bài hát mới để chúng con có thể lời khen Chúa và thờ phượng ngài. Lord, give us your power and we speak in tongues. We pray in the Spirit. Mà Chúa ban cho được quyền phép của Chúa, chúng con công bố ở trong tiếng lạ, chúng con cầu nguyện ở trong thánh linh của Chúa. Allow us, Lord, draw us nearer into your throne. Chúa, xin ngài kéo chúng con đến gần ngôi vinh hiển của Chúa, cho con được ở trong lòng của Chúa. Lord, allow us to be in your bosom right now. Draw us and embrace us in Jesus' mighty name. Chúa, xin ngài bao phủ con
come. Oh, we pray that the blood of Jesus will cover us, will cleanse us from all of our iniquity and our sin, and sanctify our life. Chúa, chúng con cầu nguyện xin huyết máu của Chúa Ngài bao phủ cuộc đời sống của chúng con. Chúa, chúng con cầu nguyện xin huyết máu của Ngài sẽ tha thứ tất cả những tội lỗi lầm trên đời sống của chúng con, và xin huyết máu của Ngài sẽ thánh tẩy đời sống của chúng con. Hallelujah, come on church, worship and sing again. Hãy tự do đến với Chúa trong sự thờ phượng. And let us just take a moment right now as we pray and intercede for one another. Và chúng ta dành một ít thời gian để chúng ta cầu thay lẫn nhau. But most important is that we are just staying in the presence of God and listen to His voice right now. Cái điều quan trọng đó là chúng ta được ở trong sự hiện thánh của Ngài. Hãy lắng nghe tiếng của Ngài phát cho mỗi người sống của chúng ta. Come on, just worship Him. Lift up our voice, lift up our heart and worship Him. Hãy trải lòng của chúng ta trước mặt Chúa và thờ phượng Ngài. Hallelujah. We worship You. We worship You. Say we love You, Lord. Please come and fill us now. Please come and fill us now. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Just come and put our heart before the King of Kings and the Lord of Lords. Xin mỗi đời sống của quý vị ông bà anh chị em con cái Chúa, chúng ta hãy trải lòng chúng ta trước mặt Chúa, hãy đến với Chúa bằng lời khen ngợi, hãy đến với Chúa và nói với Chúa: Chúa ơi, chúng con đang ở tại nơi này, chúng con đang trong đời sự nhiên của Ngài, chúng con đang trong đời sự thâm biến của Ngài trên mỗi đời sống của chúng con. Hallelujah, 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 hallelujah. Chúa ơi, chúng con một lần nữa bày tỏ cả tấm lòng của chúng con và sự ao ước của chúng con trước mặt Chúa. Xin Ngài kéo con đến gần với Chúa nhiều hơn nữa, kéo con đến gần với Chúa nhiều hơn nữa. Để chúng con nói với Chúa: Chúa ơi, chúng con muốn suy tôn Ngài. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh mighty God, You are so beautiful, Lord. So great. Jesus, we enthrone You. We proclaim You are King. Standing here in the midst of all, we leave You out without Chỉ lòng ở luôn hai tâm còn chưa.
chúng con nay đây. Giêsu tâm con và Ngài. Bên ngồi Giêsu tâm chúng con dài ngàn. Vua Giêsu ơi, xin đến ngài chi lòng. Giêsu, con suy tôn ngài, ngự vào lòng con phút này, hiện hữu xưa. Bên ngôi Giêsu lòng con thân ai. Bên ngôi Giêsu lòng chúng con dài ngàn. Của Giêsu ơi, xin đến cai trị lòng ở lúc ấy tâm hồn chúng con nay đây. We worship you.
church để stay in the presence of God. Vâng, Ngài hãy tiếp tục được ở trong sự hiện diện của Ngài. Is any one of us feel weak? God, không có một chúng ta cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối. Just call upon the name of Jesus to give you and I the strength and the power of God. Và chúng ta hãy cùng nhau kêu cầu cùng với Chúa, Chúa ơi, xin Ngài ban chúng con được sức mới của Ngài và quyền năng của Ngài đầy dậy trên mỗi đời sống của chúng con. Hallelujah, come on. Just look for more of Him. Search for more of the presence of God in our life. Hãy cầu nguyện để chúng ta hãy tiếp tục được thêm Chúa xem thêm sức mới trên mỗi đời sống của chúng ta. Và hãy nói với Chúa, trời, chúng con khao khát Ngài, chúng con đang khao khát Ngài, chúng con đang trong đời Ngài nhiều hơn nữa. Let us come, just be there in the presence of God. Và nói với Chúa, Chúa ơi, xin Ngài phán với bao lòng của chúng con. Just say that God, please speak to us right now. Give us your word, Lord. Để xin Chúa Ngài ban chúng con được lời của Ngài. Lời của sự sống sẽ làm chúng con được nhức giấy, được mạnh mẽ. And your word of life continue to give us the strength and give us the aspiration to continue to move on, to live for God, to serve God and to glorify His name. Để chúng ta sẽ tiếp tục được sống cho Chúa, theo Chúa, hầu việc Chúa và làm vinh hiển danh của Ngài. Đầm trời hòa vang thiên ca, chúng con ngài là vua thiên về, mọi đau rối sẽ vì nơi trong ngài mọi mọi lửa. Joyful are our sins.
Forever.
Chúa Ngài là thật là tốt lành. Mỗi một đời, mỗi mãi mãi mãi, Ngài là đấng tốt lành cho mỗi đời sống của chúng ta. Và cho chúng con công bố, để con nói với Chúa lòng của chúng con yêu mến Ngài Chúa. And we declare together that we love you and you are my Lord. You are my Lord. Chúa Ngài là Chúa cho mỗi đời sống của chúng con. My Lord, my Savior. The vision that said there will be an increase of 20% of the population to come to know the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Và thái tượng mà chúng ta đang cầu nguyện Chúa sẽ sớm thực hiện để ngõ hầu chúng ta sẽ thấy có một sự tăng trưởng 20% dân số của đất nước của chúng ta ở tất cả các tỉnh, làng, quận, thị sẽ đến tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm vua và làm Chúa trên cuộc đời của họ. Let's also pray for Pastor Hứa Văn Thường to come this Sunday to come and share together with us, and let us also invite more friends to come and join this Sunday worship together. Và chúng tôi nhớ đến cầu nguyện cho Sư Hứa Văn Thường sẽ đến chia sẻ với Thánh của Chúa vào Chủ nhật trường Chủ nhật lúc 3 giờ. Và nguyện Sư Chúa cũng chúc phước để chúng ta có thể mời nhiều con cái của Chúa và anh chị em đến để nghe được khích lệ trong lời của Chúa, so that our brothers, sisters and the new believer, they will come and be blessed and encouraged. Let's invite my mother to come and pray for us right now. Chúng ta xin kính mời ông Sư Hữu sẽ đến và sẽ cầu thay cho mỗi đời sống của chúng ta. Let's just be in the presence of God. Are we blessed? We will có thật sự được phước ở trong sự hiện diện của Chúa mà. Let's just continue to press in His presence. Chúng ta sẽ tiếp tục được ở trong sự hiện diện của Ngài. Amen. Cho của Ngài thông sức khỏe trong mỗi đời sống của chúng con.
trên mặt dù chúng con sống trên trần gian này, nhưng mà chúng con cũng hưởng nhiều ơn phước thiêng liêng từ các nơi trên trời ngày ban xuống cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều. Chúa ơi, giờ này chúng con cũng mời Chúa Thánh Tinh là thần của lễ học thiền nguyện ở đây với chúng con. Xin Chúa ban phước cho chúng con từ giờ đầu cho đến giờ cuối có sự thờ phượng và lời khen ngợi, hoặc là vui vẻ, hoặc là sống động. Để hết thảy chúng con chìm trong ơn của Ngài. Chúng con được gặp gỡ Chúa để tâm linh chúng con vui mừng mà ca ngợi Chúa một cách hết lòng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Con cũng cầu xin Chúa ban phước cho ngày mai thứ bảy mỗi tuần có truyền giảng ở đường trại, ở tại đường trại ở Anaheim. Xin Chúa cho thời tiết thật là tốt và nhiều người đến tham dự đông đúc. Xin Chúa cũng đầy ơn lên mục sư vận nhiệt cho Chúa cùng các mục sư để chia sẻ lời Chúa đụng chạm để người nghe, để họ mau mở lòng ra tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống của họ, để tội lỗi của họ và linh hồn của họ cũng được cứu. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cũng cầu xin Chúa ban mọi ơn phước trên một sư mạnh nhiệm cho Chúa, để mọi công việc làm của Chúa được kết quả nhiều. Xin Chúa cũng ban cho một sư mạnh nhiệm được ơn đặc biệt trong sự cầu nguyện chữa lành cho nhiều người, cầu cho danh Chúa được cả sáng, nhiều người biết đến Chúa là những quyền năng đóng làm phép lạ lớn lao, để nhiều người họ đến tìm đến ngày Chúa mà thờ phượng Ngài. Chúng con càng đông đúc hơn nữa, chúng con cảm tạ Ngài. Rồi con cũng cầu xin Chúa Ngài cho có sự hiệp một giữa hội thánh, không còn phân biệt các giáo phái, nhưng hết thảy đều quan tâm đến công việc Chúa, đến những linh hồn hư hóc, nhất là dân tộc Việt Nam của chúng con, để có sự tăng trưởng 20% dân số nhận biết Chúa thờ phượng Ngài, để ngày Chúa trở lại họ được cứu mà không phải ở dưới hồ lửa đời đời. Con cảm ơn Chúa. Ơi, chúng con cũng cầu xin Chúa ngày ban phước cho hội thánh truyền giáo tiếng Anh và hội thánh truyền giáo tiếng Việt chiều chủ nhật 3 giờ. Một sư hướng ông tường, ông bà sẽ đến thăm hội thánh chúng con, trở lại thăm hội thánh chúng con và có lời Chúa cho hội thánh Ngài. Xin Chúa ngày đầy ơn một sư để lời Chúa đem đến cho hội thánh được sự thích lệ để làm cho con dân của Ngài càng mạnh mẽ hơn nữa trong sự thờ phượng Ngài, trong sự góp phần dâng hiến cho công việc Chúa. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Rồi chúng con cũng tiếp tục nghe lời Chúa để làm nền tảng cho mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa Ngài đầy ơn trên một sư cha xưa để lời Chúa cho chúng con làm nền tảng, và bởi vì chúng con biết rằng ma quỷ là luôn rình mò xung quanh chúng con tìm kiếm người nào có thể lừa được, cho nên chúng con phải nhờ lời Chúa là luôn thánh linh để chúng con được cùng mưu kế của nó. Chúng con cảm tạ Ngài vô cùng. Chúa Ngài cũng tiếp tục ban phước cho thì giờ tiếp theo được thời ơn của Chúa, ban phước cho mỗi chúng